mừng các bạn đến với bài học vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, bài học mở đầu cho chuỗi 12 thì cơ bản trong tiếng Anh. Trong hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thì hiện tại đơn. Thì được coi là phổ biến nhất, sử dụng nhiều nhất trong tất cả các bài nói, viết trong tiếng Anh. Bài học của chúng ta sẽ bao gồm 3 phần: cách dùng, cấu trúc của thì hiện tại đơn, trạng từ thường gặp, những lưu ý khi sử dụng thì hiện tại đơn. Phần cách dùng chúng ta sẽ chia làm 3 cách. Đầu tiên, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen của ai đó hay một hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại. Cô ví dụ, cô thường nghe nhạc mỗi khi cô có tâm trạng tốt, đó là một thói quen của cô, thì cô sẽ nói là I usually listen to music when I'm happy. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về một chân lý hoặc một sự thật hiển nhiên đúng. Ví dụ, cô nói về mặt trời. Như chúng ta biết thì mặt trời luôn mọc ở phía đông và không bao giờ có thể thay đổi được. Thì chúng ta sẽ nói The sun rises in the east. Và cuối cùng, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả một sự việc xảy ra trong tương lai nhưng có kế hoạch, lịch trình được lập sẵn, một thời gian biểu. Ví dụ, 8 giờ sáng ngày hôm nay cô có chuyến bay và chuyến bay đó cứ 8 giờ sáng mỗi ngày là nó đều cất cánh. Thì cô sẽ nói trong tiếng Anh là The plane takes off at 8 a.m. today. Như vậy, tóm lại có 3 cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh. Cách 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về một thói quen hoặc một hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại. Cách 2, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về một chân lý hoặc một sự thật hiển nhiên đúng. Cách 3, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về một sự việc xảy ra trong tương lai đã có kế hoạch hoặc lịch trình lập sẵn. Nào, chúng ta cùng qua phần tiếp theo, phần số 2, cấu trúc của thì hiện tại đơn. Để làm tốt phần này, các bạn hãy giúp cô chia các động từ mà các bạn đã chuẩn bị sẵn làm hai phần, đó là động từ to be và động từ thường. Hãy bắt đầu đối với động từ to be nhé. Ở đây, cô đã có cấu trúc của thì hiện tại đơn đối với động từ to be. Các bạn sẽ thấy rằng cấu trúc ở thể khẳng định cô ký hiệu là dấu cộng và công thức rất đơn giản thôi. Chủ từ cộng với động từ to be và cộng với object. Và ở thể phủ định, cô ký hiệu là dấu trừ. Cô chỉ việc thêm not vào ngay sau động từ to be thì cô đã có công thức. Chủ từ cộng với động từ to be cộng not và cộng với object. Và cuối cùng, công thức đơn giản nhất là câu hỏi nghi vấn, cô ký hiệu là dấu hỏi chấm. Ở công thức này, cô chỉ việc đảo động từ to be lên đứng trước chủ từ và cô sẽ có công thức to be cộng với chủ từ cộng với object. Bây giờ thì các bạn sẽ thắc mắc rằng chủ từ nào sẽ đi cùng với động từ to be nào, đúng không nào? Thì có một lưu ý là chúng ta sẽ luôn phải ghi nhớ vì cái này sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Đó là động từ to be sẽ chia theo chủ từ. Chủ từ là I sẽ đi cùng với động từ to be là am. Cô ví dụ, cô là giáo viên, chủ từ là I đi cùng với động từ to be am. Cô sẽ nói rằng I am a teacher. Cô là một giáo viên. Tiếp tục, đối với chủ từ số ít, he, she, it, cô sẽ đi cùng với động từ to be là is. Và cuối cùng, đối với chủ từ số nhiều, you, we, they, thì cô sẽ đi cùng với động từ to be số nhiều là are. Để hiểu rõ hơn thì cô sẽ lấy ví dụ về thì hiện tại đơn đối với động từ to be ở ba dạng: khẳng định, phủ định, nghi vấn. Đối với chủ từ số ít là she, he, it. Các bạn nhìn thấy ba dạng trên. Ví dụ đầu tiên ở dạng khẳng định, cô có ví dụ Hoa is a student at Bình Chánh Secondary School. Và ví dụ thứ hai ở dạng phủ định, Hoa is not a student at Bình Chánh Secondary School. Và ví dụ cuối cùng ở dạng nghi vấn, Is Hoa a student at Bình Chánh Secondary School? Trong ba ví dụ ở ba dạng này, cô đều sử dụng chung một chủ từ là chủ từ Hoa. Như vậy, chủ từ Hoa sẽ tương đương với chủ từ she đi cùng với động từ to be là is. Chúng ta cùng phân tích lại các thành phần của ba ví dụ ở ba dạng này nhé.
Ví dụ thứ nhất, ở dạng khẳng định, ta có chủ từ là hoa, động từ to be là is và tốc từ là student. Và chúng ta có câu hoàn chỉnh mang nghĩa hoa là một học sinh tại trường trung học cơ sở Bình Chuẩn. Ví dụ thứ hai, ở dạng phủ định, có not. Ta có thành phần trong câu, chủ từ là hoa, động từ to be là is. Theo sau động từ to be is, chúng ta phải thêm not để câu trở thành câu phủ định. Và thành phần cuối cùng sẽ là object, thành phần túc từ trong câu. Chúng ta có câu hoàn chỉnh, Hoa không phải là học sinh của trường trung học cơ sở Bình Chuẩn. Và ví dụ cuối cùng, dạng nghi vấn. Ta có thành phần trong câu, is là động từ to be, được đảo lên trước thành phần chủ từ trong câu, và ta thêm túc từ. Ta có câu hoàn chỉnh, Hoa có phải là một học sinh của trường trung học cơ sở Bình Chuẩn không? Như vậy chúng ta đã nắm rõ thì hiện tại đơn đối với động từ to be. Vậy đối với động từ thường thì sẽ như thế nào? Hãy cùng xem các công thức ở trên bảng nhé. Các bạn hãy để ý ba phần khẳng định, phủ định, nghi vấn ở đây thì cô sẽ có công thức ở dạng khẳng định là chủ từ cộng với động từ thường ở dạng nguyên mẫu hoặc động từ thường thêm đuôi s hoặc là es và thành phần cuối của cô sẽ thêm túc từ. Ở dạng phủ định chúng ta sẽ có công thức chủ từ cộng với trợ động từ do hoặc là does cộng với not cộng với động từ thường ở dạng nguyên thể và cộng với túc từ. Cuối cùng ở dạng nghi vấn, cô sẽ đảo trợ động từ do hoặc does lên đứng trước chủ từ và cô cộng với động từ nguyên thể và cô cộng với thành phần túc từ. Ba cấu trúc này cơ bản nó sẽ là như vậy, nhưng chúng ta cần lưu ý là khi nào thì động từ sẽ giữ nguyên và khi nào động từ sẽ thêm đuôi s hoặc là es. Thì lưu ý sẽ là như sau. Đối với chủ từ là I, you, we, they thì sẽ đi cùng với động từ nguyên thể không chia. Và chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ do khi chúng ta sử dụng câu đó với thể phủ định hoặc nghi vấn. Vậy trái ngược hoàn toàn với chủ từ I, you, we, they, chúng ta sẽ có các chủ số ít là she, he, it. Với ba chủ từ này, chúng ta sẽ phải thêm đuôi s hoặc là es vào ngay sau động từ nếu như nó ở dạng khẳng định. Và nếu như chúng ta chuyển sang ở dạng nghi vấn hoặc phủ định, thì việc đầu tiên các bạn phải sử dụng cho cô là trợ động từ does. Các bạn nhớ, khi các bạn chuyển sang phủ định hoặc nghi vấn, thì các bạn phải giữ nguyên thể các động từ ở dạng không chia. Bây giờ hãy cùng nhau chuyển qua một mục vô cùng quan trọng, cái mà người ta rất hay cho vào đề thi để làm bẫy cho chúng ta, đó là cách thêm đuôi s hoặc là es. Thứ nhất, đối với động từ kết thúc là O, S, H, Z, C, H, S, X thì các bạn nhớ nhớ giúp cô là thêm đuôi es vào ngay sau động từ đó nếu chủ từ là she, he, it hoặc là ngôi số 3 số ít nhé. Còn đối với các động từ còn lại, những động từ mà không kết thúc bằng những đuôi trên thì chỉ việc thêm đuôi s thôi. Để trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ qua phần cuối cùng của thì hiện tại đơn, đó là trạng từ thường gặp. Every day, every week, every month, hoặc chúng ta sẽ thấy trạng từ tần suất là các trạng từ always, luôn luôn, usually, thường xuyên, sometimes, thỉnh thoảng hoặc là seldom. Đối với những trạng từ chỉ tần suất, nó luôn luôn đứng trước các động từ thường và đứng ngay sau động từ to be. Ví dụ, my family usually go camping on Sunday. Gia đình của tôi thì thường đi cắm trại vào ngày chủ nhật. Các bạn nhìn thấy cho cô, trong này có hai thành phần là động từ thường và trạng từ tần suất. Thì khi này cô đã đặt trạng từ tần suất đứng trước động từ thường. Ví dụ thứ hai, they are always happy. Họ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cho cô trong thành phần này có động từ to be are và trạng từ tần suất. Cô đặt trạng từ tần suất đứng ngay sau động từ to be are. Như vậy, cô nhắc lại một lần nữa, trạng từ tần suất sẽ đứng ngay sau động từ to be và đứng trước động từ thường.
Nào chúng ta cùng qua phần bài tập để củng cố lại kiến thức đã học nhé. Bài học đầu tiên chia dạng đúng của động từ. Để làm tốt phần này các bạn sẽ xác định cho cô theo 3 bước. Bước 1, các bạn xác định cho cô câu đang chia đối với động từ to be hay đối với động từ thường. Bước 2, xác định chủ từ số nhiều hay số ít để ta chia động từ thích hợp. Bước 3, sau khi xác định động từ và chủ từ xong, ta lại tiếp tục xác định câu ở dạng khẳng định, phủ định hay nghi vấn và áp dụng đối với công thức. Có ví dụ câu đầu tiên của bài tập số 1, Police catch or catches the robber. Cô xác định động từ người ta cho là động từ catch, mang nghĩa là đuổi bắt. Nó là động từ thường, cô sẽ chỉ áp dụng đối với công thức của động từ thường. Tiếp theo, cô xác định chủ từ trong câu là police. Đây là chủ từ số nhiều. Và cuối cùng, cô xác định câu này ở dạng câu khẳng định. Vì trong câu không có not hoặc không có trợ động từ đảo lên đầu câu. Như vậy, cô sẽ áp dụng với công thức ở dạng khẳng định đối với chủ từ số nhiều là you, we, they đi cùng với động từ ở dạng nguyên mẫu và cộng với túc từ. Như vậy, đáp án cuối cùng mình chọn sẽ là động từ catch giữ nguyên mẫu không chia. Tương tự như vậy đối với bài tập số 2, câu đầu tiên she not study on Saturday. Câu này trong ngoặc người ta cho một động từ thường là động từ study. Trước động từ có not, tức là câu này mình sẽ phải chuyển sang dạng phủ định. Chủ từ she là chủ từ số ít. Vì vậy, mình sẽ áp dụng đối với công thức của động từ thường ở dạng phủ định. Đối với chủ từ số ít là she, he, it, đi cùng với trợ động từ does, cộng thêm not, thêm động từ ở dạng nguyên mẫu và túc từ. Như vậy, cô có câu hoàn chỉnh. She doesn't study on Saturday. Và các bạn lưu ý giúp cô một điều là đối với động từ have ở dạng khẳng định, động từ have sẽ đi cùng với chủ từ số nhiều và chúng ta sẽ chuyển từ have sang has nếu như chủ từ là chủ từ số ít. Nào chúng ta cùng qua phần bài tập cuối cùng, bài tập số 3, viết lại câu hoàn chỉnh. For example, they were so to work. Câu này là câu cuối có dấu hỏi chấm. Vì vậy ta sẽ chuyển câu này sang dạng câu hỏi nghi vấn đối với động từ thường. Vì trong câu có động từ thường là động từ were, mang nghĩa là mặc. Chủ từ they là chủ từ số nhiều, vì vậy cô sẽ áp dụng đối với công thức của chủ từ số nhiều đi với động từ thường ở dạng câu hỏi nghi vấn của thì hiện tại đơn. Công thức hoàn chỉnh của cô sẽ là trợ động từ do cộng với chủ từ số nhiều you, we, they và câu cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu. Như vậy cô sẽ áp dụng công thức và cô có được do they were so to work. Và các bạn lưu ý cho cô, động từ were khi này cô sẽ trở về nguyên mẫu hoặc không chia.